Những trò chơi điện tử bốn nút gắn liền với tuổi thơ. Một, bắn súng Contra. Đây có lẽ là tựa game huyền thoại đối với thế hệ 8X, 9X. Trong game, người chơi sẽ hóa thân thành chiến binh một mình cân cả thế giới, không khác gì siêu anh hùng thời bây giờ cả. Hai, bắn xe tăng. Nội dung chơi khá là đơn giản, bạn chỉ cần bảo vệ căn cứ và tiêu diệt hết xe tăng địch là xong. Nói vậy thôi chứ chơi thực tế khá là khoai đấy nha. Số 3, nấm tàu. Thực ra hồi đó tụi tôi học ngu tiếng Anh nên phải bịa ra cái tên như vậy, mà phải công nhận là cái trò chơi này nó khá là giống với cả Mario. Số 4, Zaka, hay còn gọi là game bắn xe Jeep, thuộc thể loại game hành động. Game này chơi khá là bánh cuốn. Không biết ở đây có cao nhân nào một mạng mà đã phá đảo trò này chưa, nếu có thì tại hạ xin bái phục. Số 5, Bomberman, game đặt bom. Nhiệm vụ của các bạn là đặt bom giết quái và tìm chìa khóa để mở cửa. Khó ở chỗ là bạn sẽ không biết chìa khóa và cửa nó nằm ở đâu trong cái đống gạch. Phá hết thì không đủ thời gian, nhiều khi các bạn phải trông vào may mắn nhé. 6, Siếp. Trò chơi này thực tế có bao nhiêu màn đến giờ vẫn còn là bí ẩn với tôi. Tôi chơi căng nhất là đến màn đu dây. Số 7, đua xe máy. Game này tính thời gian, ai hoàn thành vòng đua với thời gian ngắn nhất thì sẽ là người đứng đầu. Trò này chơi vui khỏi phải bàn vì có khá là nhiều chướng ngại vật nên việc các bạn bị ngã xong đứng dậy đua xe tiếp là điều quá là bình thường luôn. Số 8, game sóc chuột giải cứu. Người chơi sẽ hóa thân thành hai chú sóc chuột, đi đến mọi ngõ ngách trong thành phố giả tưởng để tìm kiếm chú mèo bị mất tích.